Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Dominic Leeburn ngày 19 tháng 6 cáo buộc chính quyền Iran ủng hộ khủng bố và coi thường nhân quyền trong và ngoài nước, cũng như gây mất ổn định trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Sau đó, chính phủ của chúng tôi quyết định liệt vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách thực thể khủng bố theo bộ luật hình sự, ông Leeburn tuyên bố trong cuộc họp báo. Ngoại trưởng Milan Jolly lưu ý Ottawa đã cắt quan hệ ngoại giao với Tehran từ năm 2012 và khuyến cáo người Canada không nên đến Iran. Việc liệt vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố đồng nghĩa thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị cấm nhập cảnh vào Canada và người Canada không được giao dịch với vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tài sản của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hoặc thành viên lực lượng này tại Canada cũng có thể bị tịch thu. Chính quyền Thủ tướng Justin Trudeau trước đó không muốn thực thi động thái này, lo ngại rằng danh sách khủng bố có thể quá rộng và ảnh hưởng đến người Iran tại Canada.